Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ review nhẹ về Yuha, một hiệp sĩ hệ đất cũng vừa mới ra mắt gần đây và cũng nhận được khá khá sự đón nhận các bạn, đặc biệt là trong những trận Arena và Guild Wars. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao Yuha lại được đón nhận như vậy ha. Thì đầu tiên như thường lệ là sẽ về chỉ số stat cơ bản của Yuha. Thì chắc các bạn cũng đã biết qua stat cơ bản của Yuha với vai trò là một tăng cờ sẽ có máu và defense rất là ấn tượng các bạn. 6840 máu cùng với đó là 694 defense. Chỉ số speed chỉ có 104 thôi, attack thì rất là thấp và không có những chỉ số nào khác cộng thêm. Thì có thể thấy là khả năng của Yuha nó nằm chủ yếu dồn hết vào cái việc là tăng luôn rất là nhiều máu và rất là nhiều defense như thế này. Imprint của Yuha thì sẽ cộng attack cho đồng minh, nhưng mà nếu như các bạn có được concentration thì sẽ cộng thêm máu cho Yuha. Bây giờ chúng ta sẽ vào chiêu thức của Yuha thôi. Thì Yuha là một hiệp sĩ hệ đất các bạn, trong đó có một chiêu tấn công đơn mục tiêu chiêu 1, cùng với đó là chiêu cuối cũng là một chiêu đơn mục tiêu luôn. Và chiêu 2 sẽ là cái nội tại, thì mình sẽ nói cái nội tại trước ha. Malicious Smile là cái nội tại Yuha các bạn. Khi mà bị tấn công bởi những đòn single attack thì sẽ phản lại 30 sát thương nhận được cho cái đứa bạn tắc Yuha. Sát thương phản này nó sẽ không quá cái lượng máu tối đa của Yuha. Và sau khi bị attack, nếu như máu của Yuha tụt xuống dưới ngưỡng 30% thì sẽ xóa hết tất cả điểm up, đồng thời là bật cái Murderous Intent này lên. Murderous Intent chính là một cái chiêu thức cho Yuha một cái khiên trong vòng 3 lượt các bạn, và sẽ tăng Combativeness bản thân Yuha lên 20%. Nếu như các bạn max chiêu này thì cái số này nó sẽ lên 25%. Sức mạnh của cái khiên tỷ lệ thuận vào máu tối đa của Yuha. Và chiêu thức này sẽ có cooldown là 5 lượt như các bạn thấy ở đây. Cái chiêu thức này á, Yuha sẽ thường dùng trong cái việc counter hoa dông mà những trận Arena hoặc Guild Wars các bạn. Bởi vì Yuha có hệ đất và cái AI của Hoa Dông sẽ luôn luôn tấn công vào Yuha. Và thường Hoa Dông nó đạp thì rất là nhiều máu đúng không? Cho nên Yuha sẽ có những cơ chế kháng lại được cái việc mà sát thương cao từ Hoa Dông đầu tiên, phản sát thương thứ hai là đạp rất là nhiều máu. Thì nếu mà xuống dưới 30% máu của Yuha, Yuha lập tức nhận Combativeness nè, bật thêm cái khiên nữa và tới lượt cướp lượt các bạn và có thể phản công. Và có một cái điểm đặc biệt là cái khiên của Murderous Intent nó xảy ra trước khi Hoa Dông nhảy Uberius Tooth các bạn. Cho nên các bạn yên tâm, nếu như Hoa Dông sát thương đạp các bạn mất đến 90% máu hoặc thậm chí 95% máu luôn, thì lập tức Yuha sẽ bật cái khiên lên liền. Và sau đó thì artifact Uberius Tooth của Hoa Dông mới nổ thêm một lượng sát thương nữa. Có nghĩa là Yuha sẽ an toàn trước cái đòn đó các bạn. Cho nên các bạn cứ yên tâm là không phải sợ là lỡ mà Hoa Dông nó có Uberius Tooth rồi thì đó, các bạn có thể tưởng tượng Yuha sau khi đến lượt máu rất là thấp rồi thì sẽ chơi cái chiêu 3 này. Thì cái chiêu 3 này của Yuha, đầu tiên animation rất là mang đậm tính Genshin. Thì cái chiêu này á, nó sẽ có sát thương phụ thuộc vào cái lượng máu bị mất của Yuha các bạn. Nó giống như là Hero Crow hệ Ice á, hoặc là Sage Balenciaga, nghĩa là Balenciaga Moonlight á. Thì chi tiết nó như thế này: tấn công ở đơn mục tiêu và nếu như tiêu diệt được kẻ địch thì sẽ hồi máu cho bản thân Yuha đúng không? Rồi nếu mà không phải boss hay là quái khủng thì sẽ xuyên những cái hiệu ứng xe sát thương đi. Xuyên giáp 100%, không thể đánh crit được, sát thương sẽ tăng theo lượng máu bị mất của Yuha. Và càng mất nhiều máu thì gọi là cái chiêu thức này càng có sát thương mạnh. Cooldown chiêu thức này rất là lâu các bạn, 6 lượt, các bạn nâng có thể lên được 5 lượt, nhưng mà nhìn chung cũng là một cái cooldown rất là lâu. Soulburn thì là 2 cục lửa để bạn có thể thêm lượt cho Yuha. Nếu như các bạn có nhiều soul đó, thì các bạn hãy nên Soulburn để mà giảm cái gọi là cái thời gian cooldown của chiêu thức này. Thì cái chiêu thức này á, cái lượng sát thương nó gây ra không phải là gọi là y chang lượng máu mất các bạn, nhưng mà nó sẽ có công thức tính riêng. Nếu như các bạn nâng max cái chiêu này nè, kèm thêm một cái artifact gọi là cộng thêm sát thương cho Yuha á, thì các bạn mới có thể đạt được cái ngưỡng sát thương là mất bao nhiêu máu gây ra bấy nhiêu sát thương. Thì nó thua crow nước ở cái chỗ đó. Tuy nhiên về cái việc là đủ sát thương hay không để mà làm tròn nhiệm vụ của Yuha á, thì vẫn đủ các bạn, không đến mức là quá dở đâu. Một cái điểm đặc biệt ở chiêu này á, chính là xuyên những cái hiệu ứng xe sát thương các bạn. Có nghĩa là các bạn có thể đánh vào Sabalona nè,
các bạn có thể đánh vào những cái team mà có Aureus hoặc là team có Pyra các bạn. Cái combo Hoa Dòng và Pyra thì các bạn hoàn toàn có thể chỉa thẳng ngay Hoa Dòng và bắn chiêu ba này luôn, không sợ bị chia sẻ sát thương nè. Đó cũng là một cái điểm đặc biệt mà so với lại Crow hoặc là Power Sezan Moonlight không có được. Qua đến chiêu 1 của Yuha thì đây là một chiêu đơn mục tiêu bình thường vậy thôi. Nhưng mà cái điểm đặc biệt của chiêu này á là các bạn thấy gây được hiệu ứng Redirected Revoke. Tỷ lệ lên đến 100% nếu như các bạn cộng 4 được chiêu thức này và Redirected Revoke mỗi lượt thì nó sẽ tương đương với lại một cái khống chế nhẹ các bạn. Thì sẽ làm cho bên địch không có gọi là búp lên được nè, không có gọi là chơi được chiêu 3 nè. Thì nhiều khi trong những trận RTA hoặc là những trận BBB á, chiêu này sẽ có ích trong việc khống chế những cái tác nhân nguy hiểm bên team địch. Thì nhìn chung với cái bộ chiêu của Yuha như thế này á, đầu tiên xét về PvE trước đi ha, thì các bạn thấy là rất ít rất ít cái nơi mà Yuha có thể gọi là PvE tốt á. Có chăng là có thể đóng vai trò tăng cờ trong những con boss như là Expedition chẳng hạn, hoặc là những con boss mà vừa vừa tầm tầm thôi, bởi vì bản thân Yuha không có nhiều cơ chế support team các bạn ngoài cái việc tăng cờ ra. Cho nên là trong PvE thì cũng không có gọi là được dùng nhiều lắm á. Mà cái vai trò chủ yếu của Yuha chính là PvP các bạn, đặc biệt là ở trong những cái team mà có hoa dâm. Và như các bạn biết đó, nếu như các bạn nắm rõ được cơ chế của Yuha thì khi các bạn gặp team địch của Yuha các bạn sẽ hạn chế đánh vào hero này. Cho nên những cái trận mà real time arena á thì Yuha không được tỏa sáng. Tuy nhiên những cái trận như là trong arena bình thường hoặc là guild battle á, đánh những team địch mà team thủ có hoa dâm thì các bạn sẽ thấy là Yuha sẽ là một cái lựa chọn rất là tốt luôn. Và counter hoa dâm rất là tốt, vừa bảo vệ được cho team của bạn hút hết sát thương của hoa dâm, đồng thời vừa đóng vai trò lại sát thương chính nữa, gọi là tiễn hoa dâm đi luôn nữa. Cho nên là sẽ làm cho team của bạn có rất là nhiều lợi thế khi mà team địch có hoa dâm trong team. Thì đó là vai trò chính của BBB và cái lý do chính để các bạn lấy Yuha về. Tuy nhiên thì ngoài cái việc đó ra, Yuha với cái bộ chiêu như vậy á thì còn có thể counter được một vài hero khác nữa. Chẳng hạn các bạn có thể dùng Yuha để đánh lại Violet hoặc là Remnant Violet các bạn. Thì hai hero đó nó có chiêu đơn mục tiêu nè, đồng thời là nó có búp né trên người nữa. Thì với những hero né như vậy, sát thương chiêu cuối Yuha cũng rất là to các bạn. Cho nên là vẫn có thể đóng vai trò là counter được những cái hero mà chuyên gia đi né như vậy. Cái nhược điểm của Yuha khi so với lại Crow hoặc là Moonlight Balenciaga đó các bạn, thì các bạn có thể thấy là Yuha support team rất là yếu luôn. Gần như là không có cái gì để mà support cho team hết, ngoại trừ cái Redirected Robot này đây. Thì các bạn có thể so sánh với lại Moonlight Balenciaga có cái chiêu ngủ rất là mạnh, chiêu 2 và chiêu 1 đều ngủ hết. Rồi so với lại Crow á, Crow thì sẽ có chiêu 1 là có Robot, chiêu 2 là búp defense cho nguyên một team luôn. Cho nên là cái việc support của team á, mà của Crow nước với lại Moonlight Balenciaga á, sẽ to lớn hơn Yuha rất là nhiều. Cho nên đó là cũng là cái nhược điểm của Yuha các bạn. Khả năng tấn công phản đòn thì rất là tốt, nhưng mà về support team á, thì chỉ có duy nhất cái Redirected Robot này thôi. Thì đó chính là về cái chức năng của Yuha trong cái tình hình BBB hiện tại. Mình bàn sơ một chút về cách build đồ cho Yuha. Thì Yuha build đồ rất là dễ các bạn, chỉ cần đập vào máu, death và speed, chỉ cần 3 chỉ số này thôi. Những chỉ số khác như là effectiveness hay effect resistance các bạn có thể để thêm vô để gọi là củng cố niềm tin các bạn, đặc biệt là effectiveness để mà có thể redirect revoke với cái chiêu 1. Nhưng mà chủ yếu các bạn nên chú trọng vào máu, speed và defense. Đầu tiên mình nói cái chỉ số speed trước ha, bởi vì cái chỉ số này rất là khó để mà cân bằng nè. Nếu như các bạn gọi là dùng để chủ yếu counter hoa dâm thôi á, các bạn nên đặt cái ngưỡng speed ở tầm đâu 200, dao động trong đó thôi, các bạn đừng nên đi quá nhanh các bạn. Bởi vì hoa dâm á, đại đa số hoa dâm là từ 220 speed trở lên, thường thường nó là vậy ha. Tất nhiên có những con ngoại lệ, 270 speed hoa dâm thì ngoại lệ rồi, không có kể đến. Nhưng mà thường thường là 220 speed hoa dòng tầm tầm đâu đó, thì các bạn nên giữ speed của Yuha tầm khoảng 200. Nếu như các bạn đi quá nhanh, các bạn đi trước hoa dòng luôn, thì khi hoa dòng tung chiêu ra, mặc dù Yuha sẽ nhận cả barrenness, nhưng mà Yuha đã qua lượt rồi các bạn. Và khi đó team địch có thể dễ dàng xử lý Yuha. Điều đó không hay tí nào, cho nên các bạn cần phải đi chậm hơn. Cái điểm quan trọng tiếp theo là máu tối đa các bạn. Lượng máu thì như các bạn thấy là chiêu thức của hoa dâm nó phụ thuộc rất là nhiều vào máu, cả chiêu 1 lẫn chiêu cuối luôn.
và cả cái kiên của chiêu 2 nữa, cho nên các bạn nâng máu cao nhất có thể trong cái ngưỡng độ của các bạn. Thường thì mình sẽ thấy là Yuha thường nó sẽ 25.000 máu trở lên á, và đại đa số thì nó sẽ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 30.000 máu. Nếu như các bạn chấp nhận hạ speed xuống á, thì các bạn có thể đẩy máu lên, thì có những trường hợp là 33.000 máu luôn. Thì đó là những cái ngưỡng máu mà các bạn có thể tham khảo. Với cái việc mà các bạn đẩy speed lên 200 á, thì mình nghĩ tầm đâu khoảng 26 đến 29.000 máu là có thể chấp nhận được rồi. Defense thì có nên nâng hay không thì mình nghĩ là nên nâng. Tuy nhiên nếu các bạn dùng Yuha chỉ để cao tòa hoa dông thôi á, thì các bạn có thể bỏ qua defense luôn cũng được. Nhưng mà mình nghĩ thì ít nhất cũng nên là 1.500 defense, nghĩa là đặt defense ở cái ngưỡng bruiser, để mà Yuha nếu mà không dùng để cao tòa hoa dâm thì vẫn có thể tăng được những cái thể loại còn lại á các bạn. Chứ đừng có nên bỏ trống defense luôn thì nó cũng khá phí. Nói tóm lại thì speed khoảng chừng 200 các bạn, máu thì khoảng chừng 27.000, defense thì khoảng chừng 1.500. Effectiveness và effect resistance có nên nâng hay không thì thật ra cái này tùy các bạn thôi. Effect resistance mình nghĩ không cần thiết lắm, lý do là chiêu 2 của Yuha cho khả năng giải debuff. Tuy nhiên thì các bạn muốn nâng lên cũng được, bởi vì nhiều khi sẽ bị những thứ như là bomb của Izeria, hoặc là bị những thứ như là provoke, hay là những hiệu ứng tào lao gì đó, đánh miss của Arbiter Viltrate chẳng hạn, thì nhiều khi máu của các bạn chưa đạt đến ngưỡng 30%, các bạn vẫn có thể chơi chiêu 3 đúng không? Có thể đánh được những hero mà máu hơi giấy bên team địch đó, Bruiser trở xuống, Cleaver chẳng hạn, thì nhiều lúc cái chỉ số resistance này vẫn có thể giúp ích được cho các bạn. Nhưng mà đại đa số trường hợp thì mình nghĩ không cần thiết lắm, mà thay vào đó các bạn nên chú trọng vào effectiveness, lý do là có thể dùng được cái chiêu 1 của Yuha hiệu quả để mà redirected revoke, khống chế nhẹ nhẹ những hero khác bên team địch. Chỉ số là như vậy, set đồ thì mình nghĩ các bạn có thể tự do mà dùng set đồ. Ví dụ các bạn có thể dùng set speed nè, có thể phối hợp với lại set máu hoặc là set def, mà mình nghĩ nên phối hợp với lại set máu hơn. Rồi các bạn cũng có thể phối hợp với lại set immunity, các bạn cũng có thể không dùng speed thì các bạn có thể dùng set counter chẳng hạn, thì có tỷ lệ là khống chế bằng redirected revoke. Nói chung là về set đồ á, nó không có quá quan trọng, bởi vì bản thân Yuha nó trâu bò các bạn, nên gắn cái gì vô thì có cảm giác là nó cũng sẽ được thôi, cho nên là không quan trọng lắm. Nhưng mà theo mình nghĩ là dễ dàng thì các bạn vẫn có thể dùng set speed. Về chọn lựa artifact cho Yuha thì mình nghĩ sẽ có một vài cái lựa chọn sau. Đầu tiên, nếu các bạn muốn chơi cho vui á, counter thì các bạn có thể dùng Elbridge Ritual để mà đánh counter cho vui, nhưng mà vui thôi ha. Các bạn có thể dùng Holy Sacrifice để tận dụng cái chiêu thức là chiêu 3, giống như Crow vậy các bạn. Lỡ như các bạn tử trận thì các bạn vẫn có thể cơ hội hồi sinh lại, lúc đó máu còn rất là thấp và sát thương chiêu 3 sẽ rất là cao, cho nên Holy Sacrifice cũng là một cái lựa chọn. Các bạn có thể cân nhắc dùng Noble Oath, thì cái này á, máu càng giảm thì Defense và Effect Resistance sẽ càng tăng lên. Nó sẽ giúp cho các bạn trâu bò hơn khi mà dùng xong chiêu 3, nếu như mà không giết được kẻ địch á, máu của các bạn giảm xuống rất là thấp đúng không? Thì lúc đó artifact này sẽ giúp cho các bạn sống sót. Rồi Steel of Sadism là artifact của chính chủ Yuha, thì các bạn vẫn có thể dùng artifact này. Nó sẽ tăng sát thương của cái chiêu 3 các bạn. Thì nếu như các bạn dùng artifact này á, kèm với đó là max chiêu 3, thì các bạn có thể đạt được cái ngưỡng sát thương tương ứng với cái lượng máu mất của bản thân. Ngoài ra về artifact 4 sao thì các bạn hoàn toàn có thể dùng Aureus để mà hút sát thương từ đồng đội. Qua đến artifact common thì các bạn có thể cân nhắc dùng Rune Valor các bạn, lý do là sẽ cho các bạn khả năng tăng được cái đòn đánh của hoa dòng. Với những hoa dòng mà có buff attack, có buff vigor, rồi có gọi là build rất là nhiều attack á, thì nhiều khi một đạp của hoa dòng vẫn có thể tiễn Yuha lên đường, cho nên Rune Valor sẽ là cái câu trả lời cho cái việc đó, giảm sát thương mà Yuha phải nhận vào. Rồi các bạn nếu mà chú ý đến cái khả năng gây sát thương của Yuha, các bạn vẫn có thể dùng là Portrait và Savior, hoặc là có artifact 3 sao dưới đây Tonfa để mà có thể tăng cái khả năng mà gây sát thương từ chiêu 3. Thì nhìn chung các bạn về artifact á, mình nghĩ là những artifact như là Rune Valor nè, như là artifact Holy Sacrifice nè, hoặc là Aureus nè, thì là những cái artifact mà đáng được cân nhắc. Còn Sphere of Sadism, artifact chính chủ á, thì các bạn nào thích cái cảm giác mạnh đó các bạn. Còn nếu để an toàn thì hãy nên dùng những cái artifact mà gọi là chống chịu sát thương hơn. Thì sơ lược qua về Awaken cho Yuha các bạn, thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị Cold Look là một cái rare catalyst như vậy,
kèm với đó là cái Epic Catalyst lọ thuốc Mercenary's Medicine. Và up chiêu thức cho Yuha cũng vậy, các bạn nên chuẩn bị cái lọ thuốc Mercenary's Medicine kèm với đó là cái Catalyst Archer's Vision để mà có thể up chiêu cho Yuha. Các bạn không cần up chiêu cũng được, nhưng mà để tốt á, thì các bạn nên up max chiêu cuối này. Chiêu 2 này thì mình nghĩ 20-25% combat readiness nó cũng không khác biệt nhiều, cho nên mình nghĩ không cần max cũng được. Và nếu các bạn muốn sử dụng khả năng khống chế Yuha thì mình nghĩ các bạn nên max cộng 4 cái chiêu 1 này. Và đây là chỉ số tham khảo của Yuha của mình các bạn, 206 speed, 28.000 máu, 1.600 defense và một vài effectiveness về resistance. Thì nhìn chung thì cũng ổn, cũng có thể múa được trong Guild War và Arena các bạn, và thậm chí là có thể gọi là bắn được hoa dòng luôn, kể cả đòn miss. Thì các bạn có thể tham khảo chỉ số như vậy. Và đó cũng chính là review nhẹ về Yuha các bạn. Nhìn chung thì hero này á, có mạnh hay không thì mình thấy nó mạnh, xài được. Nhưng mà có meta hay không á, thì thực ra nếu mà team địch gọi là không có hero mà đánh vào Yuha, tức là để Yuha đứng đó không chơi cho vui vậy thôi á, thì Yuha sẽ không có mạnh đâu. Lý do là khi mà team đồng minh chết hết rồi còn muốn một mình Yuha, thì điều Yuha làm được nó là nó tung một cái chiêu 3 tiêu diệt được một kẻ địch rồi xong đứng đó nhìn. Thì chính vì cái tình huống đó có thể xảy ra các bạn, cho nên cái việc sử dụng Yuha á cần phải được gọi là rất được cân nhắc luôn á, đặc biệt là chỉ sử dụng trong những team mà có hoa dâm này, hoặc là những team có Violet hay Remnant Violet có thể gọi là bóc đi dùng thôi, ngoài ra thì cũng không được dùng nhiều lắm á. Do đó mà theo mình nghĩ các bạn có cần để build để xin mình Yuha hay không á, thì mình biết là bây giờ cái banner nó đi mất tiêu rồi, nhưng mà cho banner tương lai ha, các bạn có cần xin mình Yuha hay không. Thiệt ra các bạn gặp khó khăn với hoa dông thì các bạn nên lấy Yuha các bạn. Nếu như các bạn đã có câu trả lời cho hoa dông rồi, ví dụ thay dâu rồi, ví dụ Luna, Nook, hoa dông các kiểu, thì các bạn có thể skip, không sao hết. Và thậm chí trong tương lai nếu như mà team Arena Guild War nó giảm bớt số lượng hoa dông đi rồi á, thì các bạn vẫn có thể skip Yuha luôn, thoải mái. Rồi thì đó cũng chính là review nhẹ về Yuha, rất là muộn nhưng mà hy vọng là vẫn có thể cung cấp được cho các bạn những cái thông tin cơ bản về hero này. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video review nhẹ này tại đây, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.